Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhắc đến đại ngàn Tây Nguyên, du khách chắc hẳn sẽ nghĩ tới một Đà Lạt mộng mơ huyền ảo. Nhưng có một nơi cũng đẹp và thơ mộng không kém Đà Lạt với rừng thông bạt ngàn cùng với tiết trời se se lạnh. Đó chính là Măng Đen thuộc huyện Con Plong ở tỉnh Kon Tum. Vùng quang nghiên này còn khá đơn sơ, ngập tràn những dốc đồi trùng điệp, những bản làng hòa lẫn sương mờ. Nó sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho những du khách thích thiên nhiên hoang dã. Nơi đây cũng có những ngọn thác trắng xóa, đẹp hùng vĩ, trong đó phải kể đến thác Pa Sĩ, được hình thành từ 3 ngọn suối lớn nhất ở Măng Đen. Thác đổ từ độ cao 40m rồi tung bọt trắng xóa giữa không gian hoang sơ của núi rừng. Để đến được với thác, du khách sẽ phải xuyên qua rừng xuống những bậc thang đá gập ghềnh, gian nan nhưng không kém phần thú vị. Đặc biệt nơi đây còn có khu vườn tượng với hơn 100 bức tượng gỗ được làm từ chính bàn tay của những người nghệ nhân bản địa. Mỗi bức tượng lại mang một sắc thái khác nhau, tái hiện phần nào về đời sống văn hóa sinh động của người dân ở nơi đây. Dự báo là trong những ngày tới, thời tiết ở tại Măng Đen phổ biến có nắng yếu trong ngày. Tuy nhiên, thời tiết phổ biến ít mưa, có chăng cũng chỉ là những cơn mưa nhẹ về chiều. Thời tiết trong ngày lại mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng 28 cho đến 29 độ, thấp nhất về đêm là từ 18 cho đến 19 độ, nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hành trình khám phá, tham quan của du khách. Nơi cũng có thời tiết khá mát mẻ quanh năm, không thể không nhắc đến đó là Đà Lạt, khi nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới cũng chỉ phổ biến là từ 25 đến 27 độ. Các nơi khác ở Tây Nguyên thì nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 30 đến 34 độ. Ngoài ra, thời tiết trên toàn khu vực cũng phổ biến ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở khoảng 1/3 diện tích khu vực. Tuy nhiên, du khách cũng lưu ý có nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa và trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, có thể làm gián đoạn đến các hành trình tham quan ngoài trời. Với khu vực Nam Bộ trong ngày 29 thì vùng hội tụ gió Tây Nam vẫn còn tồn tại trên khu vực, gây những cơn mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Nhưng vào các thời điểm khác trong ngày thì thời tiết khá đẹp, phổ biến ban ngày trời nắng đẹp và đêm chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày ở khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Từ ngày 30 tháng 6 và mùng 1 tháng 7 thì vùng hội tụ gió Tây Nam sẽ suy yếu đi, trong khi gió Tây Nam vẫn hoạt động yếu, do đó thời tiết ở các tỉnh Nam Bộ sẽ có xu hướng giảm mưa. Chiều tối và đêm chỉ có mưa rào và dông vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ. Đồng thời ban ngày trời ít mây và có nắng mạnh. Do có xu hướng giảm mưa, nắng nhiều nên nhiệt độ ở khu vực sẽ tăng lên khoảng từ 1 đến 2 độ. Thời tiết nhìn chung không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động du lịch diễn ra ở trên khu vực. Hiện nay thì rãnh áp thấp gây mưa cho khu vực Bắc Bộ đang trên đà suy yếu nhanh. Đồng thời từ ngày mai thì vùng áp thấp nóng ở phía Tây sẽ phát triển mạnh và nhanh chóng mở rộng về phía Đông Nam. Với tính chất nóng và khô, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ mang đến thời tiết ít mưa và nắng mạnh cho các tỉnh Bắc Bộ. Không những vậy, từ ngày mai thì nắng nóng sẽ bắt đầu quay trở lại và đặc biệt là đến ngày 30 tháng 6 đến khoảng ngày mùng 3 tháng 7, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng với cường độ nắng gay gắt khi nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi còn trên 38 độ. Thời tiết oi bức rất ngột ngạt và khó chịu, do đó sẽ không mấy thuận lợi cho các hoạt động du lịch ngoài trời. Hơi nóng từ vùng thấp kết hợp với hiệu ứng phơn từ địa hình sẽ khiến cho nắng nóng trở thành thời tiết chủ đạo trên khu vực Trung Bộ. Trong đó, từ ngày mai thì nắng nóng sẽ bắt đầu quay trở lại và xuất hiện ở khoảng trên 1/2 diện tích khu vực. Sau đó, từ ngày 30 tháng 6, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng và cường độ nắng rất gay gắt. Nắng mạnh sẽ xuất hiện ngay từ sáng sớm và kéo dài đến tận chiều muộn. Trong đó, thời gian có nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra trong khoảng từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều, với nhiệt độ cao nhất ở khoảng từ 35 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Chiều tối và đêm chỉ có mưa dông vài nơi, do đó thời tiết trong ngày rất oi bức, ngột ngạt, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Do vậy, du khách cũng nên cân nhắc nếu có kế hoạch du lịch đến đây trong những ngày sắp tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và sau đây là phần dự báo cho các thành phố du lịch trong 24 giờ tới.